Cái này là cái bản đồ của thế giới. Thế giới nước Mỹ nè, nước Anh, nước Pháp rồi vậy đó. Chỗ continent Asia, Africa. This is a map of the entire world. So you got all the continents here and all the countries here. So it's like a four-piece canvas. Pretty cool.